Dạ, chào cô. Rồi, mời cô ngồi. Chào chị. Rất vui được chào đón cô với lại em tham gia chương trình. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ thoải mái nha. Rồi, mời cô giới thiệu về mình. Xin chào hai MC. Tôi tên Nguyễn Thị Cửu, ở quận Tân Bình. Dạ. Trước là tôi làm nghề giáo viên. Về hưu tôi có một nhà trẻ nhỏ tại quận Tân Bình. Đây là con dâu út của tôi, cũng là con gái út nữa. Dạ, em xin chào hai MC. Em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Trịnh Thị Diễm Hư, năm nay 29 tuổi. Em làm công việc bán mỹ phẩm và làm dâu của má cũng được hơn 7 năm. Dạ. Dạ. Mình có em bé chưa chị? Dạ, em bé của em được 6 tuổi. Ồ, đây. À, dễ thương quá. Những cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình đó, cái cảm nhận về con dâu như thế nào? Cái hoàn cảnh của tụi nó cũng rất đặc biệt. Tại vì khi mà thằng con trai của mình mà học xong 12 á, thì mình có ý định là cho nó học mà tiếng Anh ở Hội Việt Mỹ để chuẩn bị đi qua bên nước ngoài để học với anh á. Thì cái cô bé này á, là xuống học tiếng Anh, cũng đi nước ngoài. Thì hai đứa gặp nhau rồi nó yên rồi, nó không học tiếng Anh nữa. Và khi mà nó dẫn về thì tụi nó cái chị em, tại con bé đây lớn hơn thằng con mình tới 2 tuổi. Cái chị em cho nên mình cũng nghĩ đơn giản, là nó còn nhỏ mà, thôi tình nghĩa chị em đi học tiếng Anh vậy là cũng vui. Đầu thì cũng không có cái ấn tượng hay là quan trọng gì chuyện đó. Cũng cứ tưởng là chị em nó quen nhau rồi. Khi biết được rằng đây là con dâu tương lai của mình đó, thì cô cảm nhận thế nào? Khi mà con bé này nó nhỏ trước mà, chứ không được như bây giờ. Mà nó được một điều là khi nó tới nhà tự nhiên nó đem tới cái niềm vui cho gia đình. Trên nó nét mặt nó có một điểm sáng nào đó, đại khái là mình nói thì nói làm sao nó hết được. Nhưng mà mình có cảm giác là... Tức mình là có cảm tình ngay từ lúc đầu tình. Hả? Khi lần gặp đầu tiên với mẹ chồng, chị có cảm giác như thế nào? Dạ, em cảm giác là chắc là người miền Trung thì chắc là cũng khó chịu á. Mà thấy lúc đó mẹ cũng ít nói lắm. Má chủ yếu là má im im mới quay xế. Nhưng mà khi mà trước khi về gặp á, là dạ, hai người đã quen nhau chưa? Thật ra tụi mình là học chung á, hồi đó là chị em. Hơn 2 năm vẫn chị em rồi mới... Tới năm thứ mấy thì chuyển qua anh em? Dạ, cho tới lúc mà cưới xong về cũng vẫn là từ chị em, xong rồi má mới bắt thay đổi. Tức là cưới rồi vẫn kêu chị em luôn hả? Trời ơi, hay vậy? Ngủ vậy? Mới bắt đổi thì kêu anh em khó quá, chuyển qua kêu vợ chồng thôi. Yêu nhau bao nhiêu năm thì cưới? Dạ, hơn 2 năm. Khi mà về làm dâu, chị có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ, có chứ. Em là con nuôi của mẹ em, nên là em cũng không có được ba mẹ dạy từng cái công việc nhà nhỏ nhặt á. Nên mà khi về nhà má thì em cũng chưa có biết nấu nướng, chưa có biết việc của một người phụ nữ mà cần phải làm. Nên lúc về thì má chỉ em từng ly tí, từ việc nấu cơm cho tới luộc rau của bà chỉ. Ủa, em ở nhà má nuôi hả? Dạ. Còn má ruột hả? Dạ, mẹ ruột em thì em mất từ nhỏ nên gia đình em cho em má nuôi em. À, dạ. Vậy thì cô có biết cái hoàn cảnh của con dâu của khi mà tụi nó là bạn thì tôi đã biết rồi. Tôi thấy chuyện đó mình cũng cần san sẻ tình cảm. Mà khi mà nó có hoàn cảnh như vậy thì tôi nghĩ là phụ nữ mà nếu trường hợp gặp hoàn cảnh đó cũng khó khăn. Thì sau khi mà đám cưới rồi á thì tôi nghĩ là tôi đã làm cái điều đúng chính xác. Vì sau khi cưới xong thì hai vợ chồng như thế nào? Tụi em ở riêng. Dạ, ở riêng nhưng mà cũng gần ba má, cũng chạy qua chạy lại. Cái khoảng thời gian đó cũng ngắn lắm. Tụi em ở với nhau được 18 tháng thì chồng em mất. Từ lúc chồng em mất tới giờ thì em trở thành con gái của ba mẹ luôn. Hoàn cảnh như thế này, khi sáng thì ra nha, đưa hàng cho vợ rồi nó về. Rồi nó tắm theo mình nghĩ tắm rồi nó mới lạnh, quá lạnh. Nên khi mình đi làm về thì nó mất rồi. Nó mất cái đó chắc cũng khoảng nửa tiếng. Câu chuyện thật bất ngờ khi mà vừa Linh nghe đến về cái đoạn này. Thì tâm trạng của em lúc đó như thế nào? Dạ, hôm đó em đang bán hàng ở nhà mẹ nuôi của em á. Thì nghe điện thoại của má báo con về đi, biết có chuyện rồi. Thì trước đó ngày hai vợ chồng vẫn còn giận nhau vì những cái chuyện mà linh tinh, vu vơ vậy đó. Thì mà chồng em điện thoại thì em không có nghe máy. Thì em nghe điện thoại của má thì em nghĩ là chắc là má lại muốn làm lành cho hai vợ chồng giống như mấy lần trước nữa. Nên em cũng lúc đó chưa biết. Xong rồi má gọi lại thêm một lần nữa. Thì
con về chưa, hả, con về lẹ đi, không biết nó đi rồi. Lúc đó thì bắt đầu em mới lùng bùng lỗ tai á, đầu trống rỗng không có nghĩ được điều gì hết. Thì lúc mà vừa về tới nhà thì em thấy nhà không có ai hết, em mới hỏi thì chị ba em mới kêu là đi lên trên bệnh viện hết rồi. Thì lúc mà em lên á thì được tin là chồng em mất rồi nên em cũng không có kịp gặp lại lần cuối nữa. Cái chuyện này nó xảy đến nó đột ngột quá nên suốt khoảng hơn một năm á, mình cứ trong cái trạng thái là chưa có chấp nhận được, cứ nghĩ là mình đang mơ thôi, nghĩ là sau khi ngủ dậy là sẽ tỉnh dậy, mình vẫn chưa có tin. Tới cái lúc mà làm cái giỗ đầu tiên thì bắt đầu mình mới chấp nhận sự thật là chồng mình đi thật rồi á. Sao chia buồn với gia đình về cái việc này ha, thật sự là bất ngờ. Nãy giờ nói chuyện anh cũng không có nghĩ cái chuyện này xảy ra như vậy đâu. Dạ. Xin chia buồn với điều đó ha. Chắc chắn rằng tâm trạng của em cũng có nhiều cái nỗi niềm cần phải chia sẻ, mà bây giờ khán giả cũng mong muốn điều đó đúng không ạ? Xin mời chúng ta đến với những hình ảnh sau đây. Không có má là chỗ dựa duy nhất. Nhưng mà sợ có thể là vợ đã làm những cái điều mà ngu xuẩn, tiêu cực rồi. Chồng mất đi á, sẽ bù đắp cho chồng nhiều hơn. Thì mẹ con nó mới dọn về ở với mình và đến ngày hôm nay thì tôi rất là thương con, tại vì cái thứ nhất là nó đã không có một người mẹ, thì bây giờ mình là người mẹ của nó. Và cái điều mà cần nhất bây giờ không phải là tình thương nữa, tại vì mẹ con đã quá hiểu nhau rồi, thương nhau thật sự. Giờ mình muốn hãy tìm một người đàn ông tốt. Chị, mẹ chị nói vậy thì chị có muốn cái gì không? Ba má cũng hay nói hoài à. Ba má nói là bây giờ ba má coi con giống như là đứa con gái út của ba má rồi. Thì giờ mà con có tìm được một người nào tốt á thì ba má sẽ là người đứng ra gả con, chứ không phải là mẹ nuôi con nữa. Nên lúc nào ba má cũng nói vô á, nhưng mà hiện tại thì em vẫn chưa. Được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ, gần 5 năm. 5 năm rồi. Thì cuộc sống sau cái biến cố đó là như thế nào? Sao? Má nói em á. Thì cuộc sống đó là như thế này. Phụ nữ mà ai qua cái giai đoạn làm dâu thì thương người chồng của mình, thì mình phải coi gia đình chồng như một gia đình của mình. Tại vì ở đâu tự dưng có một ông đàn ông mà to cao mà đàng hoàng để mình thương thì cũng phải nhờ gia đình chồng. Đó là quan điểm của mình khi làm dâu. Còn bây giờ quan điểm của mình khi làm mẹ chồng thì tự dưng đâu có người con gái đâu 25-26 tuổi mà về làm con mình. Cho nên tất cả xử sự trên tình thương yêu thật sự, mình sẽ thương và mình sẽ dạy. Cho nên hai mẹ con rất là thương yêu nhau. Cái thương ở đây là tới hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nó không có mẹ thì mình thương nó cái đã. Còn vấn đề thứ hai là bây giờ nó không có chồng thì đó là con gái của mình. Mình cũng trông cho có một người đàn ông nào tốt để nó sống về già. Chứ lẽ mình sống hoài nó đâu có được. Còn con của nó nữa, nó cũng phải có người để mà dựa vào để sống. Cho nên mình cứ khuyên hoài mà nó không chịu thì cái đó thôi, đó là của nó. Nãy giờ thì mình trải qua rất nhiều cảm xúc rồi cô ạ. Mọi thứ nó cũng qua rồi, chúng ta cũng đang hướng tới những cái gì tốt đẹp hơn. Chắc chắn rằng ở trong tim mỗi người lâu lâu cũng có nhói đau vì cái sự khắc khoải đó. Nhưng mà mong rằng trời không phụ lòng ai cả. Nếu chúng ta sống tốt với nhau, sống vì cái tình thì chắc chúng ta sẽ đón một cái tình
và một cái cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cảm ơn gia đình ở đây để chia sẻ những cái nỗi lòng ha. Ô, con trai. Wow, em cũng muốn nói gì với mẹ em không? Dạ có. Má ơi, con biết là nhiều khi con làm cho má lo vì cái tính ngang bướng của con mà làm cho má phải buồn. Nhưng mà má giận con thì má nói, chứ má đừng có bỏ con. Con cần có má. Cô có muốn nói gì với con mình không? Nói chung là cô rất là khâm phục và tính mạnh mẽ của nó. Khi nó về nhà buồn cho mà nó cũng đem lại niềm vui cho cả nhà. Và cái thứ hai nữa là rất là mạnh mẽ trong vấn đề tình cảm. Yeah. Nhưng mà chọn lựa rất là kỹ. Chứ thực sự ra trong thời gian vừa qua cũng có nhiều người, nhưng mà con nó cứ nói với mình điều là ai cũng có tình cảm với con, nhưng mà thật sự không có thương con của con, cho nên chưa được. Vậy thôi. Hai mẹ con ơn thật chặt nào. Cảm ơn cô nhiều nha. Một lần nữa thì Quỳnh Linh thay mặt chương trình chúc cho tình cảm mẹ con sẽ luôn luôn bền chặt thế này. Mỗi câu mà Quỳnh Linh nghĩ rằng Quỳnh Linh không bao giờ quên: mẹ ơi, cho dù chuyện gì xảy ra thì mẹ cũng đừng có bỏ con cần mẹ. Chúc cho gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chúc cho con trai mau lớn, học giỏi con nha. Đây gửi tặng gia đình một cái kỷ niệm, mong rằng chúng ta sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Con điều đầu tiên là con cũng xin chúc sức khỏe cả nhà mình. Điều thứ hai là có một phần quà thực phẩm chức năng, sản phẩm này dành cho bác, Natroenzyme giúp ngăn ngừa tai biến và đột quỵ. Còn đây em xin gửi tặng chị Natrogen giúp giải độc gan. Dạ. Em cảm ơn. Cảm ơn cô. Thật sự là chú Hồ Linh vừa trải qua những giây phút có thể nói là khủng hoảng về mặt tinh thần, bởi vì một cái bất ngờ.